Mai Phương xin mến chào quý vị khán giả và các em nhỏ của chương trình Ước mơ của em. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty MCV đồng sản xuất với sự tài trợ của nhãn hàng Sanio Aqua. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nói đến một chủ đề vô cùng hấp dẫn, đó chính là kẹo. Vậy thì bây giờ chị Mai Phương sẽ phải làm nhiệm vụ của mình trước đây. Xin chào hiệp sĩ. Alo, chào tổng đài viên xinh đẹp. Cảm ơn hiệp sĩ. Cho Mai Phương hỏi là hiệp sĩ có thích ăn kẹo không? Kẹo hả? Hồi nhỏ thì thích ăn nhưng mà lớn rồi không thích ăn, sợ mập lắm. Chà, hay quá ta. Vậy thì hiệp sĩ rất là thích hợp với vai trò người trợ giúp cho người bạn nhỏ này. Bởi vì bạn Như Tuệ, bạn ấy có ước mơ là làm mô hình bằng kẹo. Có vẻ là rất là hấp dẫn này. Hiệp sĩ sẽ nhận nhiệm vụ này nha. Thiệt là kẹo thì Mai Phương thích chứ làm mô hình thì bó tay rồi, cho nên là nhờ hiệp sĩ nha. Rồi, chúc hiệp sĩ lên đường thành công. Tạm biệt. Không biết là các bạn nhỏ của chương trình có cái tâm trạng giống chị Mai Phương hay không? Bây giờ thì chị đang rất là nôn nao, muốn biết rằng là không biết công việc này khó hay là dễ đây ta? Như Tuệ ơi. Rồi, chú chào con, chú là hiệp sĩ đến từ chương trình Ước mơ của em. Con hoan Như Tuệ không? Dạ đúng rồi chú. Kẹo làm sao chỉ chú đi. Dạ là cái thứ nhất á là bột nếp, cái thứ hai là đường, cái thứ ba là kẹo. Ước mơ của con là gì? Dạ con muốn làm ngôi nhà bằng kẹo để con tặng bạn con. Mà con thích ăn kẹo không? Dạ thích. Một ngày con ăn được bao nhiêu viên kẹo? Hết công suất luôn á. Con không nhớ, con ăn quá trời, con không thể nào nhớ đâu. Nhưng mà con có biết kẹo nó làm như thế nào không? Dạ biết. Hay vậy? Kẹo làm sao chỉ chú đi. Dạ là cái thứ nhất á là bột nếp, cái thứ hai là đường, cái thứ ba là kẹo. Đó là bí kíp của con. Bí kíp của con đúng hả? Khi mà mình làm ngôi nhà bằng kẹo thì mình sẽ làm cái gì trước? Mình bắt đầu bằng cái gì trước ta? Chú nghĩ là mình nên vẽ trước. Dạ đúng rồi. Mình phác họa ngôi nhà trước đúng không? Dạ. Cái nhà đơn giản thôi hả? Còn để chú vẽ cho coi. Chú sẽ vẽ ngôi nhà cho con coi nè. Giống cây nấm mà. Ngôi nhà nấm? Giống cây nấm. Xong cái cửa nè. Thấy không? Thấy nhà chú hoành tráng hơn không? To hơn luôn á. Rồi, bây giờ nhà con quyết định sẽ làm nhà giống vậy đi ha. Dạ. Con có kẹo không? Dạ có. Rồi, mang ra cho chú đi. Vậy đây. À, kẹo của con chỉ có nhiêu đây thôi đó hả? Còn một chỗ nữa. Bí mật kinh luôn á. Dạ, bí mật hả? Thôi thì đi đi đi. Mấy chỗ bí mật chú thích lắm. Rồi, ở trên đó chú. À, ở trên này hả? Mở cái cửa ra chú. Mở cái cửa này ra hả? Rồi đây nè, đây nè. Con muốn được, tại sao con lại phải giấu kẹo vậy? Bởi vì mẹ con sợ con ăn kẹo nhiều quá là con bị sâu răng. À, hay quá, quá trời luôn. Dạ. Nhiêu đây không đủ con ơi. Nhiêu đây làm sao đủ một làm ngôi nhà? Dạ, con có một ý kiến rất hay luôn. Rồi, kiến gì? Dạ, đi xin kẹo. Đi xin hả? À, chú ơi, chú có thể cho con xin một ít kẹo được không chú? Giờ chú còn có 4 cây. Dạ. Cầm đợi chú đi. Dạ. Dạ. Chị ơi, cho em hỏi là ở đây có kẹo không chị? Nếu em muốn kẹo thì em phải đổ một cây gì đó mới được. Cô cho con kẹo nhưng mà con có cái gì để con đền đáp lại cho cô ăn. Rồi, dạ, vậy để con về con kiếm thử coi có gì không, con đổi nha. Dạ. Rồi. Chị ơi, em có đồ để đổi rồi chị. Lấy tập tôm hàm nha. Dạ. Tại đây em ra. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, đây tiếp. À, cô thích tiếng này cho con, cô đọc đi ha. Dạ. Mình dạ. Chỉ cần kẹo mình thôi. Cần kẹo thôi ha. Dạ. Rồi, cảm ơn rồi. Con. Dạ, cảm ơn. Chào cô. Rồi, cảm ơn. Rồi. Nguyên liệu của chúng ta gồm có bột nếp, đường và kẹo. Kẹo đủ thứ loại. Nửa bịch luôn. Không có cần phải bỏ kẹo vô nữa không? Không, chú bỏ kẹo vô là dính kẹo, giờ không thành ra được kẹo mà thành kẹo dính bột. Rồi, tiếp tục nấu kẹo. Dầu. Sao chú ăn kẹo? Ủa, nó ngon quá phải ăn rồi. Rồi, kẹo này nó có chảy không? Chắc cũng có, tại vì kẹo này thấy nó cũng chảy hết trơn.
đậu. Chưa có. Tôi cảm giác mình đang làm kẹo mà giống như chú mình đang làm bột mì á không? Giống làm bánh. Ừ, giống làm bánh. Khó. Mình đánh. Thành quả của hai chú cháu sau một khoảng thời gian dài vất vả đây. Không biết có ăn được không chú? Chú nghĩ là con không nên thử ha, để chú người đàn ông tốt bụng thử. Các bạn nhỏ ở nhà đừng nên ăn thử khi mà chưa chắc là sản phẩm có được hay không nha, chỉ có hiệp sĩ mới được thử thôi. Nhưng mà để an toàn thì tốt bụng hay không chú thử viên thuốc này cái đã. Uống thuốc trước rồi đã, không có bị đau gì không ta. Ăn cũng được, mấy kẹo mà ăn bây giờ mình rất là khó chịu rồi. Thôi không được rồi. Bây giờ sau khi mình dọn dẹp xong rồi thì cái bàn mình dơ quá, cái mình nên giặt đi ha con ha, chứ nó về mẹ la chết. Bây giờ chúng ta sẽ nhờ máy giặt này để giặt sạch để mẹ khỏi la ha. Chú không biết cái này gọi là gì, mình gọi là tạm thời gọi là cái bánh kẹo này đi. Nó giống gì con? Giống cái pháo đài hơn đó chú. Ừ, giống cái pháo đài. Bây giờ con có nghĩ ra cách nào khác không? Vậy chú có biết về một người đó am hiểu về kẹo không chú? Rồi, chú biết rồi, chú nhớ rồi. Một người bạn của chú chuyên gia về kẹo luôn. Chú đó tên là Thiện Lương. Cái này thì nếu mà con làm như vậy là con đã làm sai rồi. Ý như là kẹo á, mà con mà dùng bột nếp thì nó không có tốt, không được ha. Rồi, chào anh. Chào. Rồi, đây là bé Tuệ. Mà bé hả? Đây là gì vậy con? Dạ, đó là thành quả buổi sáng của con trước hiệp sĩ. À, con muốn làm gì đây? Dạ, con muốn làm một cái ngôi nhà bằng kẹo nhưng mà nó đã thất bại. Con nói cho chú nghe về cái cách làm của con đi. Con bỏ bột nếp với đường vào, là con lấy một ít nước con bỏ vào, sau đó con bỏ kẹo con nấu bằng nước nên rồi con trộn lại. Cái này thì nếu mà con làm như vậy là con đã làm sai rồi. Ý là kẹo á, mà con mà dùng bột nếp thì nó không có tốt, không được ha. Mà con phải có một cái gì đó để con làm cho nó đặc lại. Để tiến hành làm cái này á thì mình phải cần nguyên liệu làm. Ở đây là chú có những cái nguyên liệu này. Cái này là đường ha. Đường này là xay ra đó. Bây giờ thì chú sẽ hướng dẫn con cách làm. Rồi cái này chắc chắn là con làm được, là tại vì cái này nguyên liệu rất là đơn giản. Không, con lấy thì con chọn, con chọn điện cho chú đi. Trong quá trình con chọn thì chú sẽ bỏ một cái hương màu. Sau khi mà con hoàn thành cái màu này rồi đó thì con phải bỏ vào một cái bao. Bây giờ chú sẽ chỉ con cách mà để làm một cái nền ha. Cái nền, cái sườn của ngôi nhà. Để làm cho nó chắc chắn thì chú phải dùng một cái bánh. Cái gì mà con ăn thì nó cũng ngon miệng hơn ha. Cái ngôi nhà của con ở đó sẽ rất là đẹp. Mình làm chừng 4 bức tường như vậy thôi, nó sẽ thành một cái ngôi nhà dựng lên. Con làm như chú chỉ hồi nãy đó. Bật bật bóp đều tay nha con. Con làm cái mấy nhà dọc 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 sọc đi. À thì đúng đó, đường nó bự bự. Đúng rồi. Vậy là cái mái nhà có rồi, tường có rồi. Chú sẽ dẫn con đến một nơi để con có thể con hoàn thành được cái sản phẩm của mình. Rồi, bây giờ cái sản phẩm của con thì nó đã thành hình rồi. Bây giờ để con khô lại, con phải sấy khô lại. Thì chú đang dẫn cho con đến một cái nơi mà con có thể sấy khô sản phẩm của mình. Đây, con nhìn đây, bằng những con đèn sợi tóc thôi. Sợi tóc, nó hết nó như vậy đó. Mà nếu mà ngôi nhà con hoàn thành, con thích cái hình nào gắm vô ngôi nhà con có thể lựa. Con có hình nào thì con. Dạ, Doraemon rất là dễ thương ha. Rồi, bây giờ sau khi mà con làm bốn tường nó sấy khô xong rồi đó thì mình sẽ được cái khung hình như thế này đây. Hãy ước mơ cho đẹp tuổi thơ này, bạn và em giấc mơ cùng bay. Bao gian lao ngay từ khi bắt đầu, làm sao ước mơ được cho
cho đến cuối hành trình thực hiện ước mơ tuổi thơ. Rồi ngày hôm nay con đã làm được ngôi nhà bằng kẹo, có vui không? Dạ vui, con cảm ơn chú Lương vì đã giúp con làm một ngôi nhà rất là đẹp. Rồi chúc con thực hiện mơ ước mình có một ngôi nhà dễ thương hơn nữa nha. Dạ cảm ơn chú. Chú đã hoàn thành xong nhiệm vụ của chú rồi. Còn bây giờ thì tạm biệt các bạn. Tạm biệt. Xin chúc mừng Như Tuệ đã thực hiện thành công ước mơ của mình, và đó cũng là ước mơ của chị Mai Phương. Hy vọng là qua chương trình ngày hôm nay thì các bạn nhỏ cũng như chị Mai Phương, chúng ta đã có một số những thông tin cơ bản, những hình ảnh cơ bản để chúng ta có thể hình dung qua về công việc làm mô hình kẹo rồi nha. Còn bây giờ thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết rồi. Mai Phương xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị khán giả và các em vào lúc 19:30 thứ năm và chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Một lần nữa xin cảm ơn nhãn hàng Sanio Aqua đã đồng hành cùng với chương trình này. Còn tính đổi gì vậy? Con tính đợi mấy. Ngày nay gì? Bạn mới tại thành phố Lego hả? Thôi đừng đổi này con, để chú coi cũng được. Cũng được hả? Vậy hôm nay đổi hả? Tập tô màu hãy đợi đấy. Trời, cái này chú cũng thích nữa. Mày biết vậy hôm nay tôi đi mua kẹo, tôi mang qua đây tôi đổi quà cho rồi. Chết. Lớn rồi mang về ngược.